Hôm nay chúng ta học cái câu kinh văn tiếp theo này ở trong cái chương số 7. Chương 7 cũng là chương cuối cùng của cái quyển thơ Phép tắc người con này. Cái khổ 32 từ câu không gắng làm chỉ học văn ấy. Chỉ bề ngoài thành người nào nếu gắng làm không học văn theo ý mình mù lẽ phải. Đây vừa là nhắc nhở chúng ta cái thái độ học tập, nhưng mà cũng đề cập tới cái việc là cái phương pháp để chúng ta học tập, và đặc biệt là cái phương pháp học tập thì nó lại thể hiện rất rõ ở cái khổ số 33 này, bắt đầu từ câu kinh văn là cách đọc sách có 3 điểm cho tới học hỏi người mong chính xác. Đây là hướng dẫn chúng ta về cái phương pháp học tập. Thế thì hôm nay chúng ta học cái câu là cách đọc sách có 3 điểm: tâm, mắt, miệng, tin đều trọng. Các con biết rồi, trước đây ngày xưa mà để mà nâng cao trí tuệ không có cách nào khác, chỉ là phải học tập. Học tập thì phải nương vào sách, mà sách là sách thánh hiền chứ không phải là sách vở thế gian thông thường. Sách thánh hiền là gì? Thì trước đây chúng ta cũng đã nói đến thánh hiền. Thánh hiền là những người mà có trí tuệ. Trí tuệ của các ngài là siêu việt không gian thời gian. Chúng ta đọc sách thánh hiền thì nói một cách ngắn gọn, đó là dạy con người ta đạt tới cái chân thiện mỹ chân thật. Nó không có tác dụng phụ. Càng đọc chúng ta càng thấy rất nhiều cái điều hay ở trong cái lời dạy của Thánh Hiền. Càng đọc chúng ta áp dụng vào trong thực tiễn cuộc sống thì nó lại càng giúp ích cho cuộc sống của các con, nó hạnh phúc tốt đẹp hơn. Vậy thì đọc sách Thánh Hiền cũng phải có mấy cái yêu cầu rất là quan trọng mà như lúc đầu các thầy cô thường nhắc các con. Chúng ta phải có cái thái độ nghiêm túc, phải trang nghiêm, phải trân trọng, phải cung kính đối với sách vở thánh hiền. Đây là điều, cái yếu tố đầu tiên mà các thầy cô luôn luôn nhắc các con. Chúng ta đọc sách thánh hiền mà chúng ta vứt vứt quăng quật, chúng ta không có cái tâm cung kính, không có thái độ cung kính để tiếp nhận. Vậy thì cho dù không phải, không chỉ là sách thánh hiền mà cho dù sách vở gì đi chăng nữa, các con học các con không có được lợi ích. À. Cho nên thầy nhắc các con là chúng ta đối với sách vở thánh hiền, chúng ta phải có một thái độ cung kính. Sách vở phải để ở nơi trang nghiêm, thanh tịnh. À, chúng ta cầm sách thánh hiền là chúng ta nâng niu cái lời giáo huấn của thánh hiền. Có như vậy thì các con mới mới có được một cái sự khởi đầu tốt. Cái thái độ học tập nó rất là quan trọng. Khi đọc sách thì người xưa dạy chúng ta là tâm, mắt, miệng là phải tập trung. Lúc này chúng ta phải không có nói chuyện riêng này, không có làm việc riêng này, toàn tâm toàn ý cho việc đọc sách. Đấy. Rồi cái tay, ngón tay phải chỉ vào chữ. Miệng thì đọc lớn tiếng lên, để miệng đọc, tai nghe, tay chỉ chữ, mắt nhìn vào chữ. Đó là chúng ta phải 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 toàn tâm toàn ý cho việc đọc sách như vậy. Lúc này các con không nên nghĩ cái câu này nó thánh hiền dạy cái gì, lúc này chưa cần thiết. Người xưa, cái cách học của người xưa rất là hay các con. Học đầu tiên là học vô tri, tức là học chưa cần phải phải hiểu. Đó, căn bản trí đấy, tạo cho mình cứ học thuộc lòng đi. Chúng ta cứ học thuộc lòng. Thầy bảo là tay chỉ chữ thì chúng ta cứ tay chỉ chữ. Đấy, miệng đọc to lớn tiếng thì chúng ta cứ đọc lớn tiếng. Mắt nhìn vào chữ thì chúng ta cứ mắt nhìn vào chữ. Để tập trung như thế. Sau đó muốn hiểu được ý nghĩa thì chúng ta sẽ có thể nghe lời chỉ dạy thêm của các thầy cô. Nhưng nếu như cái việc đọc sách này mà chúng ta cứ kiên trì, ngày nào chúng ta cũng đọc,
đọc kiên trì như vậy. Thì người xưa nói rất là hay, đó là sách đọc nghìn lần, nghĩa kia tự hiểu. Tức là chúng ta sẽ khai phát được cái trí tuệ vốn có của tự tánh của mình, chúng ta sẽ hiểu được. Nhưng mà muốn hiểu thì chúng ta lại thấy, chúng ta lại muốn hiểu trong nó đúng đắn thì chúng ta phải thực hành. Nó giống như cái khổ 32 ấy. Không gắng làm chỉ học văn, chỉ bề ngoài thành người nào đó. Đấy. Cho nên là chúng ta học rồi, chúng ta nghe thầy cô nhắc nhở rồi thì chúng ta phải thực hành. Đấy. Chứ nếu mà không thì chúng ta khó mà hiểu được cái nghĩa chân thật. Ở đây là nhắc chúng ta học tập là phải tập trung các con. Tập trung. Học tập hay là làm bất cứ việc gì cũng thế. Chúng ta muốn có hiệu quả, các con cũng phải tập trung. Các con lái xe đạp này, đi xe đạp đến trường, các con cũng phải tập trung chứ. Thì nó mới an toàn được. Các con nấu cơm, các con cũng phải tập trung. Thì chúng ta nấu cơm mới nhanh, mới gọn và mới ngon cơm được. Các con học tập ở trên lớp hay ở nhà, các con cũng phải tập trung. Chứ mà chúng ta vừa học mà chúng ta lại vừa chơi thì không có kết quả. Vừa làm việc, lại vừa nói chuyện riêng, lại vừa chơi thì chắc chắn cơm không ngon. Đấy. Cho nên là chỗ này là nhắc chúng ta là phải học tập, là các con phải tập trung vào. Tập trung toàn bộ tâm lực vào thì chúng ta sẽ làm thành công. Người xưa cũng dạy chúng ta mà. Chế tâm ở một chỗ, giữ cái tâm mình ở một chỗ thì không có việc gì là không làm được. Đấy. Dụng tâm ở một chỗ không có gì không làm được. Đọc sách cũng thế. Ở trong cái khóa trại hè vừa rồi thì khi mà mới vào thì các thầy cô có giữ 4 cái điện thoại của 4 bạn trai lớn. Vừa vào một cái thì các con thấy các bạn rất là ngoan nha. Các anh lớn mà thầy cô lúc đó là cũng chưa vào khóa học chính thức đâu. Thầy Đức Hoài mới đến để đi xem các bạn ấy ăn ở thế nào thì thấy các bạn dùng điện thoại. Thì thầy mới nói là bây giờ các con vào đi học rồi thì phải nộp lại điện thoại bởi vì quy định là như vậy. Các bạn cũng ngoan ngoãn nộp điện thoại. 4 cái điện thoại rất là, phải nghĩ là 4 cái điện thoại này chắc phải nó tốt hơn cả điện thoại của các thầy cô các con. Mà mới học sinh cấp 2, cấp 3 thôi mà dùng cái điện thoại như vậy. Nhưng các bạn rất là ngoan, nộp lại điện thoại cho thầy cô, giữ nguyên 3 ngày, ngày cuối mới giả. Thì thầy cũng nói với thầy Đức Hoài, với các thầy cô đấy, thật ra các con rất đáng thương. Chúng ta phải dùng điện thoại sớm quá. Mà điện thoại khi chúng ta đọc chữ trên điện thoại và đọc chữ ở sách, nó khác nhau hoàn toàn. Chúng ta mất đi cái sức định, mất đi cái định tâm, mà chúng ta biết quá nhiều thứ không cần thiết. Cho nên để mà chúng ta đạt được cái trí tuệ chân thật thì chúng ta phải đi một cái con đường rất dài. Mà nếu các con không quyết tâm thì chắc chắn các con sẽ không đạt được. Bởi vì cái tâm chúng ta nó bị động quá. Tâm tĩnh thì mới có trí tuệ chân thật, nó mới khai phát được. Nó giống như các con xem cái ngọn nến ấy, mà cái ngọn lửa mà nó thẳng, nó mới sáng xung quanh. Còn mà gió thổi phập phù thì chắc chắn là ánh sáng không tốt. Trí tuệ của chúng ta cũng thế. Nó phải định tĩnh thì nó mới phát sáng. Còn nếu mà chúng ta đọc được lướt 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 lướt, đọc cái này thì cái khác nó nhảy vào, nó mời gọi. Thế thì như vậy thì chúng ta đã bị nó làm ô nhiễm rồi. Cho nên thầy khuyên các con ấy, bạn nào mà ba mẹ nói là con chưa nên dùng điện thoại, chưa cần thiết, chúng ta đừng có đua đòi theo các bạn mà đòi mua điện thoại. Thật sự bạn nào mà hiểu rồi, các bạn sẽ phải tri ân cha mẹ, bởi vì cha mẹ đã nhắc nhở mình
không cho mình dùng sớm. Các con mà dùng vào rồi thì nó lúc nó chưa cần thiết ấy, là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc học tập của các con. Lúc nào cần, cái gì cần thì lúc đó cha mẹ sẽ biết để tạo điều kiện cho các con. Cho nên thầy thấy các bạn ấy rất là đáng thương, rất là ngoan, mà phải sử dụng cái này nó sớm quá. À. Thì hôm nay bài học hôm nay thầy Phúc Hoàng có vài lời chia sẻ các con như vậy. Chúc các con có một ngày thực hành phép tắc người con thật tốt nha.